Quê miền Tây hái dừa uống. Đây, chỉ có miền Tây mới thấy cảnh này thôi. Thu hoạch được một hoài này nè, hai trái này nữa nè, xong một hoài này nữa nè, chỗ đã chưa? Gia đình em ngồi đây nè, đó, thấy không? Chặt trái đi, đỡ vô cao. Gia đình em chuẩn bị đi hái bữa nha. Alo, hái dừa mọi người ơi. Trời ơi, nãy cái gì cây mắc cỡ không chú cường, chú Hùng không mang dép. Nãy mang dép. Cho con buồn thôi. Đổ, lấy buồn nhiều mười mấy trái là được rồi. Rớt xuống đất đúng rồi, phải buộc cái con kéo cho. Thank you.
chưa có nhắn luôn. Hái dừa mà chưa có nhắn. Bởi vì ở quê cảnh đẹp đó nhỏ. Bởi vì đầu tư bộ áo bà hết 400 ngàn. Này, vườn dừa của nhà dì Bảy. Dì Bảy. Bà lo cái phần dây dưới được rồi. Mời dì ơi. Thu hoạch được một hoài này nè, hai trái này nữa nè, xong một hoài này nữa nè, chỗ đã chưa lụm mày mà lên nè chú Hôn, dép nè, tôi đi vô đã mang dép đó đây. Thấy chưa, vui chưa, vui quá trời vui, thấy không, đông đủ bà con dòng họ, thấy không, nấu dừa có à, vừa nào vừa ăn.